Nhận định Leeds United gặp West Ham, dự đoán ngày 12 tháng 12, đánh giá phân tích trận Leeds gặp West Ham United, nhận định bóng đá ngoại hạng Anh, cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Leeds United có thành tích đối đầu cực kỳ ấn tượng trước West Ham. Theo đó, trong vòng 104 lần chạm trán West Ham trong lịch sử tính trên mọi đấu trường, Leeds thắng 48, hòa 29 và chỉ để thua 27 trận. 9 lần chạm trán West Ham gần đây, Leeds bất bại với 5 chiến thắng và 4 trận hòa. 3 lần gần nhất tiếp đón West Ham trên sân nhà, Leeds thắng 2, hòa 1, thế nên Leeds được đánh giá cao ở trận đấu sắp tới cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều đáng bàn là trận đối đầu gần nhất giữa Leeds United vs West Ham đã diễn ra từ cách đây 8 năm. Leeds thi đấu tại giải ngoại hạng Anh ở mùa giải này với tư cách tân binh và đang có rất nhiều điều phải làm để hoàn thiện. Sau 11 vòng đấu tại Premier League 2020-21, Leeds mới giành được 14 điểm, xếp ở vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng. Giai đoạn gần đây Leeds lại không có được phong độ tốt, họ thua 3, hòa 1 ở 5 vòng đấu vừa qua. Bên kia chiến tuyến, West Ham sau 11 trận ở mùa giải này đã giành được 17 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng. Điều đáng bàn là West Ham lại tận dụng rất tốt cơ hội khi đối đầu các đối thủ tầm trung. 9 trận gần đây trong khuôn khổ Premier League, West Ham chỉ để thua 2 trận trước hai ông lớn MU và Liverpool, còn lại 7 trận họ thắng 5, hòa 2. Trong 9 trận đấu này, West Ham mang đến niềm vui cho người hâm mộ 8 lần.